Hôm nay mình sẽ dành một tiếng đồng hồ ra để tìm những lỗ bung có thể sẽ khiến các bạn bị ban trong Love Food. Nó chơi hơi mong là không bị ban thiệt nha. Ê mày đắc, em làm gì vậy? What the fuck? Làm gì nữa? Mấy bữa nay trời mưa dữ quá. Ôi mày ơi, chắc không chơi này lên hình được quá. Anh thấy bung chưa ban mà cái này ban thiệt các Phúc ơi. Ok, và đến với cái lỗi đầu tiên, chúng ta sẽ lấy trái Smog ra và trang bị vô trái Mammoth hoặc là T-Rex gì cũng được. Thì chúng ta sẽ bấm chữ V và bấm vô trái Smog thì là nhanh nha. Ý, yes sir. Ủa, hình như có sự nhầm lẫn ở đây phải. Thôi để mình chuyển sang trái T-Rex cho dễ làm nha. Rồi, bấm chữ V và chuyển sang trái Smog. Let's go. Thành công chưa? Thành công rồi, anh tàng hình rồi nè. Thì anh tàng hình em có thấy đâu mà em biết. Từ nha, và chúng ta sẽ lấy cây Warden Sword ra sử dụng chiêu ít đúng không? Yes sir, anh xuất hiện lại nè. Ôi, lần này bự hơn lần trước hả? Với hình dạng của một người khủng lồ. Em đi ra được không? Đứng gần anh hơi kỳ á. Video trước nó 100 like mất bàn với đắt cái nó tưởng thiệt hay gì các bạn ơi. Mất bàn em đi. Thì mặc dù cái lỗi này sẽ khiến các bạn bự hơn nhưng mà hình như nó không giúp chúng ta bị ban này phải. Thôi, nên là bây giờ chỉ sang lỗ bung tiếp theo nha, let's go. Thì lỗ bung tiếp theo nếu như các bạn không biết đó chính là nhập code Air Crazy Lion và chạy vào đây random giác quỷ thì các bạn sẽ nhận được trái. Oh my god, em ra trái mắt mà. Code này cũng hơi xịn đó các bạn. Và đến với lỗi thứ ba đó chính là Add Full Gear siêu rẻ ở bio. Ok, và đến với lỗi tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua đảo Hyra nha các bạn. Thì như mình đã nói ở những video bí mật trước, đó chính là trên cái đảo Hyra này nó sẽ có căn nhà mà các bạn có thể đi vô được. Đây các bạn thấy không? Đâu. Em đứng trong cái nhà này xong em bật trái hung mạnh lên là bùm. Và bùm, thế là các bạn đã có thể chui xuống được cái đảo của con Valentino. Khá là đơn giản đúng không? Và nếu như các bạn muốn thì các bạn hãy nhảy lên cái chỗ cao trên đây. Nó mấy cái cây này nè. Các bạn hãy đi lên cái góc này và sau đó bật ship lock lên là các bạn đã có thể tơi bơi ra bên ngoài hòn đảo. Một cách chạy trốn khá hiệu quả mà mình nghĩ các bạn không nên sử dụng ha. Ok, mình đến với lỗi tiếp theo. Thì các bạn hãy chạy ra cái cảng và mua cho mình con thuyền ngẫu nhiên. Ở đây thì mình sẽ chọn con thuyền Guardian đi. Và các bạn hãy sử dụng chiêu C của chép Bottle. Canh chậu muốn đi và ngồi trên ghế mới bấm nha. Ngồi trên ghế rồi bấm. Let's go. Oh, what the fuck. Từ ngồi lên chiếc thuyền nha. Nó sẽ rung lắc thế này. Và các bạn nhảy ra. Đã đánh em văng ra khỏi biển luôn rồi. Không ai có thể lại gần nó được luôn nha các bạn. Thôi anh nghĩ chúng ta nên để nó yên đây Phúc ơi. Đừng cố gắng nữa. Em lái nó. Ôi. Vãi cái chợ, anh tưởng em khống chế nó rồi chứ. Và đến với lỗi tiếp theo, nếu như các bạn vô đấu trường 1v1 này và sau đó thì đánh bại đối thủ bằng cách sử dụng melee nha, bình thường vậy thôi. Và hit cuối cùng, đó, match over, good game mà được nha. Sau đó thì các bạn chỉ cần chạy ra phía bên ngoài như thế này, ra đây Phúc. Thì lúc này các bạn sẽ trở nên bất tử, em cho con quái quýnh em thử ơi. Yes sir, thấy gì không? Ôi, cái gì, lỗi bút này hoạt động hệt hả? Con quái sẽ không thể nào đụng được với người em luôn. Giờ em có thể trở thành admin rồi. Nè, các bạn coi nè, với đắt đang xài trái bo tàu nhưng mà con quái vẫn không quýnh được nó luôn. Và mình cũng vậy đúng không? Ây da, ủa sao mình không bị? À, vậy là người nào bị đánh mới là có thể xài được cái bung này. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa nhưng mà lần này mình sẽ là người bị bung nha các bạn. Ok, match over, good game. Nhưng mà lần này với đắt xài chắc quỷ không biết làm được hay không đây. Trời ơi, được nè. Ủa kỳ, game lỗi dữ vậy. Ê, à, tính cả cái này xịn nữa chứ Phúc. Ơi, cầm kiếm dùng kêu không có kiếm luôn. Ồ, kiếm tàng hình luôn nè các bạn. Wow. Ui, các bạn ơi, mình đã tìm được lỗ bung khá là xịn nha. Đây, tàng hình kiếm luôn. What the hell, dễ vậy? Thấy bá đạo chưa? Các bạn nhớ để lại cho mình một like và subscribe để có thể tiếp thêm động lực cho mình nha. À, và đến với lỗi tiếp theo, mong là cái lỗi lần này nó thật sự hoạt động nha. Đầu tiên nó sẽ sử dụng cái TB gì không? Rồi, come on, đợi nó đếm 3, 2, 1 và giữ chiêu ít. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ được bay với tốc độ siêu nhanh luôn. Nhưng mà chóng mặt quá các bạn ơi. Ôi, cái này là bị ban thiệt hả? Anh bị ban luôn bây giờ. Nè bro, anh mới bay có được 30 giây, chưa được 30 giây nữa chứ. Rồi, cái đó đúng thật là nguy hiểm á các bạn ơi, không nên sử dụng nha. Vì mà mới xài mới mười mấy giây mà bị kích rồi. Và đến với cái lỗi tiếp theo, không biết admin đã có fit hay không, đó chính là các bạn hãy chuyển sang cái click to move, bấm để di chuyển các bạn. Đó, hình như là nhảy chuột phải, lướt. Yes sir, và các bạn sẽ được bay siêu cao luôn. Mình nhớ cái lỗi này cũng phải lâu lắm mà sao vẫn chưa fit ta. Làm thì cũng khá là dễ thôi, đầu tiên chính là ui Phúc nó bay bên kia các bạn thấy không? Bị đắt nó bay bên kia. Hello anh nè. Cái này bay đúng thiệt là sướng á, nhưng mà nó không bị kích các bạn ơi. Nó không có nguy hiểm bằng cái kia. Ui, bay cao bãi cái trưởng nhưng mà không bị kích ha. Nhưng mà anh có cái này còn bá đạo cái bung nữa nè. Em thử bay cao anh gượt em cho coi nè. Rồi, ghê ha.
mày cao. Nó kẹp luôn. Cũng ngang ngang thôi đúng không? Ok nè, ok. Nè, ghê chưa? Mặc dù cho rocket này chỉ có 4 chiêu thôi mà chiêu C nó chính là một chiêu di chuyển nhanh nhất trong lock foot. Quá đỉnh, còn hơn cả bung nữa các bạn. Ơi, đúng rồi, kết hợp cái bung này. Bùm. Ôi, anh mất tay rồi. Ok, và đến lỗi tiếp theo. Đầu tiên các bạn hãy biến hình trái human V2 cho mình nha. Thì như các bạn sẽ thấy trái human nó sẽ di chuyển rất là chậm đúng không? Nhưng mà khi các bạn lấy trái quỷ ra thì các bạn chỉ cần biến hình và cầm trái quỷ lên thì các bạn sẽ được chạy siêu nhanh luôn. Đó đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Còn 5 phút còn chạy nè. Đâu đâu đâu. Ok ok, để coi anh có nhanh hơn thiệt không nha. Đó đó, thấy chưa? Em đi bộ thôi, còn anh là chạy đúng không? Anh đang chạy nhanh hơn em kìa. Ờ, anh chạy nhanh hơn em vãi luôn á chứ không phải bình thường nữa. Mặc dù cái này cũng không nguy hiểm lắm nhưng mà nó sẽ cho các bạn chạy nhanh hơn á. Tiếp theo đó chính là một cái lỗi khá là cơ bản trong lock foot C2 mà các bạn có vẻ đã biết hết rồi. Đó chính là các bạn bật ship lock và TB vô nhà máy. Yes, lúc này các bạn có thể vào đây farm cục này free luôn. Và các bạn có thể áp cam đây và quýnh như thế này thì các bạn sẽ được một trái quỷ khi mà nó mở. Và cứ tầm 1-2 tiếng các bạn chắc lại thì nó sẽ được khá là nhiều trái quỷ luôn ha. Ok, thì đến với lỗi tiếp theo đó chính là cái lỗi liên quan tới cây Spiky Trident mà mình mới khám phá ra nữa. Em nhớ cái lỗi sử dụng chiêu dách không? Nhưng mà lần này tụi mình sẽ đứng gần nhau á. Rồi. Hướng lên trời. Rồi. 1, 2, 3, 4 Let's go. Rồi. Nhìn trong nhà rồi. Hai em ra đi. What the fuck. Lại lần nữa đây. 1, 2, 3 Bấm. Nó lần này. Đồ yes. Ý là cái này nè, nó sẽ văng ra ngoài các bạn hiểu không? Ờ, là nãy văng vô trong cái nóc nhà là fail hả? Thì khi mà hai người sử dụng, thì khi mà hai người chỉa chung hướng vậy á thì nó sẽ bay rất là bá đạo nha, kiểu nó xa hơn á nè. 1, 2, 3 bay. Let's go. Nó bình thường á thì các bạn làm vậy thì nó chỉ bay một chỗ thôi. Tuy nhiên khi mà các bạn chỉa chung một hướng á, bùm thì nó sẽ bay siêu xa luôn. Ok, và đến với cái lỗi bùm cuối cùng thì các bạn cứ làm như cái cách mà biến hình người khổng lồ nãy các bạn nhớ không? Thì khi các bạn biến hình người khổng lồ các bạn sử dụng trái băng và lướt như thế này. Yes sir. Thì khi các bạn kẹt ở một góc lắc quá lâu như thế này thì nó sẽ Wait what? Mình khuyên các bạn là không nên làm thử thách giống mình chứ cái này nó hơi ngu vậy phải.